Hello, chào các anh em, chào mọi thằng mình. Trong video này chúng ta sẽ không review một mùi hương nào cả, không xếp hạng top trà nước hoa dùng một dịp gì. Mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ, gọi là khoe đi, với các anh em một phần trong bộ sưu tập của mình, đó là những trà nước hoa nào. Thực tế là các anh em nhìn để trên kệ bật đèn xanh xanh đỏ đỏ tím tím thì nhìn nó hoành tráng vậy thôi, chứ cũng không phải là quá dữ dội. Và những chai đa phần đều là những chai bình dân mà thôi. Không sao cả, mình cũng muốn thỉnh thoảng phải đổi gió khoe với các anh em là trong tay mình là có những chai nước hoa nào. Thì để chia sẻ nhanh với anh em một chút là trong cái bộ sưu tập của mình thì mình có hai bộ. Một bộ là mình dùng bình thường, đây ví dụ như này này, đó, để sinh kệ là dùng bình thường. Có một bộ là để mình luyện nốt. Nói nhanh có nghĩa là luyện nốt là gì, có nghĩa là ví dụ như là hoắc hương chẳng hạn, là nó đi với rượu là như thế nào, hoắc hương đi với caramel là như thế nào đấy. Thì mình sẽ có một bộ những cái mù tông mù, những nhóm ví dụ như nhóm gỗ, nhóm citrus để mình luyện nốt. Thì cái này nó chỉ để là mình không dùng, mà chỉ để mình ví dụ mình xịt để mình luyện mùi thôi. Thì cái đấy là một cái cách mình luyện tập để làm sao mà có cái khả năng thẩm thấu về mùi. Đấy thì tùy mỗi người một cách rèn luyện. Cái đấy là mình chia sẻ nhanh với anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các anh em kệ này sẽ gồm những trà nước hoa nào. Ok, lên đường. Ok anh em nhá, bây giờ là bắt đầu tầng đầu tiên. Ở đây mình có John Varvatos Dark Reverb, John Varvatos Artisan Pure, John Varvatos Blue, con này xài hè, ngon. Tiếp nữa là Pacoroban này, con này mùi dứa rất là thích. Nhưng mà nói chung là mình không thấy quá là phổ biến ở Việt Nam, thỉnh thoảng mới thấy có hàng. Con này mới là đỉnh của đỉnh dứa này. Con này nó thật là dứa Creed Aventus, chưa là cái gì like a sad success, nhưng mà con này đã bị ngưng sản xuất lâu rồi, giờ gần như không còn hàng, cho nên là mình cũng may mắn là mình đã kịp thời backup thêm một chai nữa. Ok, đây là Lanui de Lom. Lanui thì mình có hai bản, 2011 và 2015. Đây là Lanui de Lom Le Intense, hoa diên vĩ. Mùi nhà này thì những cái bản Lanui về sau nó thật là không phải là quá xuất sắc kiểu thế, nhưng mà mình thích. Jack Lang, Colognier, bản EDT, Jack Lang EDT, bản EDP, ok. Đây xíu, ok. Đây là Dior Homme Intense. Intense thì mình có hai bản, bản 2015, 2011, nó. Trong cùng là Dior Sauvage. Rất là nổi tiếng rồi, bản EDT. Cái này của mình là Bleu de Chanel, Chanel Eau de Homme Sport Oil Spring. Và đây là Chanel Eau de Homme Sport. Đó. Tiếp nữa, tiếp nữa là Kilian. Con này là Light Phantom này. Con này là Imperial Tea. Này là Black to Black. Con này mùi thuốc lá, nhiều người cứ chê con này nhưng mình lại rất thích mùi thuốc lá của nhà Kilian này, rất là ngon. Okay. Oud MFK Oud Satinude này. Baccarat Rouge 540, mình chỉ có bản EDP thôi. Mình thấy EDP là đủ rồi, không cần phải nhiều. Oud. Con này mùi trầm rất là ngon. Đó. Grand Soir mùi amber vanille rất là hay. Con này là Masculine, con này mùi oải hương rất là lịch sự nhã nhặn. Em này là L'Occitane Audible, con này rất là ngon mà sao không thể nào mà mua được ở Việt Nam, mặc dù nó có văn phòng đại diện dấm dơ. Ok, ok, đây là Leighton Aherod. Đây là Leighton này. Đó. Đây là Pegasus, mùi vani và hạnh nhân. Nói chung là con đấy hơi khó dùng, anh em nào phải quen mùi hạnh nhân mới chơi được. Airborne,
D600. Mùi hoa diên vĩ, mình rất là thích mùi con này. Ok. Đây là Victorian Robes Dirty Trick, một mùi da thuộc kết hợp với hoa diên vĩ rất là đỉnh cao luôn. Nhưng mà cũng rất là, nói chung là không thấy quá nhiều ở Việt Nam mình. Dịch qua một chút. Ok. Đây là Oolong Cha Archivat. So far, literally Portofino. Nhà có nhìn không? Ok. Đây là Aqua di Parma Leather. Ở đây thì mình có Chico di Amalfi. Ok. Cetrap Voice. Ok. Ok, bây giờ chúng ta cùng xuống dưới tầng dưới nhá, tầng 2. Ok, mình bắt đầu ở tầng 2 nhá. Tầng 2 này, đây là Ancontracio Tiziana Terenzi. Anh em có nhìn thấy không biết. Đó, con này nhà niche, mùi common, mùi sô-cô-la rất là hay. Đây là bộ đôi của Garland Aqua Allegoria, mùi chai mùi cam. Con này là con Neri Bianca này. Con này là Mandarin Basilic, mùi rất là hay, mùi citrus rất là ok. Roja, chỉ mua chai này, không bao giờ mua thêm một chai nào khác của Roja. Vì nói thật là không thấy quá là ấn tượng mà lại đắt nữa. Lush Dirty, đây là mùi bạc hà rất là thích, xài văn phòng ngon luôn. Lolabo Rose 31. Nhà Lolabo này nói thật với anh em, được đúng hai chai mình thấy ưng là A13 và Rose 31. Còn lại thì hơi bị hai quá. Đấy kinh nghiệm của mình. Cái này là Garland Santa Rosa, mùi trầm hồng rất là ngon. Tam đảo mà chắc chắn rồi. Đây là đồ sơn, hai con có thể gọi là khá là phổ biến ở Việt Nam nếu nhắc đến nhà Diptych. Tiếp nữa là còn nhà Endo, con này là nói chung nhà này khó gọi tên lắm, Charoq và Fugio cái gì ấy. Con này mùi gạo rất là hay, gọi là một trong những chai nhã nhặn của nhà Endo. Con này thì có một cái tông vani dry down cực kỳ phê, mặc dù cái open note của nó xịt thì hơi ớn, cái mùi thum thủm ghê, nhưng mà về sau thì lại ngon. Ok, nhà Sekiluten này, con này rất là ngon luôn, anh em cố gắng mà sở hữu. Center Majesque, mùi gỗ rất là hay, ấm. Flat Orange, con mùi hoa cam thì vậy, rất là ok. Này là Le Fier de Berlin, mùi hoa hồng. Tiếp là Chigui, mùi thuốc lá và amber, rất là ok. Umbois Vanille, mùi vani với dừa, rất là ô ngon. Europose, mùi bánh. Cái này mình bị mất nắp, mình đang chưa biết, mình xài tạm nắp này. Nhà Frederick Moore Portrait of Lady. Rose, hoa hồng rất là ngon lành, cành đào đó. Đây là Cannon Flower. Thế ok, bây giờ chúng ta sang phần còn lại. Để làm đây, ok. Đây là Creed Aventus, Creed Simba Mountain Water và Creed Lillery Sauvage. Đây là Amort Interlude. Con này mình nhớ so với cái bản viên sạch của nó đỡ đi rất nhiều, nhưng mà dù sao thì cũng vẫn là phổ báo cáo trồn. Nasos, mùi thuốc lá, cũng được, nhưng không phải là quá thích, nhưng ok. Champon Gauthier Entremet,
Vũ Mông đi về. Ôi giời, tí thì đỏ. Prada, Prada Loam, Prada Loam Intense, Prada Loam. Mình rất là khoái cái phong cách làm mùa của nhà Prada, rất hợp với các anh em làm văn phòng. Nó nhẹ nhàng, lịch sự, không cần phải hổ báo cáo trồn. Ok, đây là nhà cái gì nhá, New York Coach, mùi con nét tương đồng với Dior Sauvage, Thierry Mugler, Paul Mark, đây là Paul Havan này, Bulgari. Con này mùi hoa diên vĩ, nói chung con này bây giờ thì không có hàng nữa đâu, cổ rồi. Bulgari Poor Home này, Rochasman, mùi cappuccino rất là hay. Đây là Terra Imes, okay. Lambrie de Mavely, mùi amber vani rất là ngon luôn, mình rất thích chai này. Và Ujadin Sulani, mùi sen. Nhưng mà thời gian chủ yếu là xoài thôi, chả thấy có sen gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ xuống cái tầng cuối cùng. Ok, và đây là tầng cuối cùng. Tầng 3 này thì thường là những cái chai gọi là hoặc là đã diss này, hoặc là đã ít người dùng ở Việt Nam mình. Đó, đây là mình có Armanico Profumo này, Tommy FCK Bahama, và trong cùng là Salvatore Ferragamo F Black. Các anh em quá là quen thuộc rồi, không cần phải bỏ ra. Roberto Cavalli Uomo, con này mùi vani, saffron, nghệ tây rất là ngon. Lucien de Cerruti, con này ở Việt Nam mình chắc là chỉ đâu khoảng chục người biết cái này. Trong cùng là con Issey Miyake, Lodisei Pour Homme. Đây là Saint-Germain Unforgivable, Easy Fuel of Life. Còn này là Cartier Generation EDT. Bản EDT này bây giờ cũng khá là hiếm, vì khi mà nó ra bản Perform hoặc là bản EDP thì là nó hết hàng này. Midnight Paris, Kenneco Mankind Hero. Còn này là Fairy Leather Essence. Đây là Wood Black Vanilla Absolute, Disquera Portion. Xong là Mont Blanc Individual. Ok, đây là Galang Home, mùi bạc hà rất là ngon. Còn này là Listen the Galang Poor Home. Con này có một cái bản viền đen, nhưng mà nói thật là với bản này mình đã cảm thấy thế là đủ, mình không cần thêm. Hồi đấy nên là mình không muốn mua Sarchi Dreamer. Đó, ok, đây là Ungaro Poor Home, mùi hồng với vodka. Con này là Solo, mùi ổi. Lanvin Oxygen, sữa hoàn linh lan được, nhưng mà con này rất là hay nhá. Anh em nào mà có bạn gái mà xịt con này thì phê thế rồi luôn. Charlie Features and Youth, con này mùi vetiver rất là ngon, mình đánh giá nó còn ngon hơn cả Red Vetiver với Cherry Image. Con Lanvin Poor Homme, mùi thuốc lá đỉnh cao luôn mà đã sản xuất. Đây, Bulgari Poor Homme. Đó, Fladume, bài gặp hai chai, và trong cùng là Lume. Ok, chẳng nốt chỗ này nữa là hết các anh em nhá. Ok, đây mình có Siri Bernard Republic 17 này, Tobacco and Tinkabin, Dark Cherry Number. Đó, Spice Bomb Extreme, Spice Bomb. Nhưng mà các anh em thấy của mình cũng bình thường thôi, cũng không có nhiều chai đắt tiền lắm. Iron Man X, con này là Rolla Giorgetti,
Roma Uomo này, Valentino, Uomo Intense. Đó. Bentley Intense for Men. Year. That's by year. Cuối cùng là Azure Visit. Ok, hết. Báo cáo các anh em là hết. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em một phần bộ sưu tập của mình. Nó là như những chai nào. Mình rất hy vọng các anh em thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.